Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về một cặp loa tồn kho thanh lý mới 100% chưa hề qua sử dụng nha. Đó là cặp loa Infinity, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nha. Loa bookshelf và model của nó là Infinity Remote B143, full thùng shop, full catalog, chưa hề qua sử dụng. Đây là chiếc lưới của nó đây. Rất là đẹp nha. Đây là cái cuốn catalog của nó. Rồi về thông tin của cặp loa này, Infinity B143 giá bán tại thị trường Việt Nam rất là cao nha, tầm là 4.500.000. Đây là hàng phân phối nguyên zin chính hãng nha, Harman Kardon của Mỹ, được nhập khẩu từ tập đoàn Harman Kardon, thương hiệu rất là nổi tiếng trong làng audio. Rồi đó là cái giá mới xuất xưởng. Và đây là catalog của nó đây, hai thùng nha, mỗi một loa được lắp đặt trong một cái thùng nè. Rồi catalog của nó đây, hàng Mỹ nha, Infinity hàng Mỹ. Rồi 143 mã số của nó đây, giải tần từ 100 Hz cho tới 20 kHz, công suất 100W, độ nhạy là 86 dB, trở kháng loa 8 ohm, bao gồm là một loa bass 100mm và loa chép mũi nhôm là 19mm. Kích thước của loa chiều cao 251mm và chiều ngang là 150 và chiều sâu của nó là 173mm. Đầy đủ catalog nha. Và phía sau của nó đây, có thiết kế bass treo nè, Infinity B143. Cặp loa bắp chuối bằng đồng, còn tem nhập khẩu nguyên zin luôn. Rồi đây cũng vậy nha, đương nhiên là đẹp góc cạnh luôn, vuông thành sắc cạnh, có bắp treo tường và lỗ thông hơi ở phía trước nha, anh em có thể treo tường ở phía sau vô tư, không ảnh hưởng về cái lỗ thoát hơi. Và sau đây thì em sẽ test chất âm của đôi loa Infinity của Mỹ nha. Anh thấy em trong một buổi chiều tan, bầu trời hồng lòng anh lỗi nhịp nhảy, nụ cười em ngọt ngào làm sao anh tự hỏi đây có phải mộng mơ. Em thật tha, anh mắt sáng như sao, tim anh rối như tơ vờ thành bài ca. Tình yêu như love is like a melody, mỗi lần thấy em tim anh lại bối rối. Em mời em sống trong mơ hay là thật, khiến anh mong chờ mỗi ngày trôi qua với vàn lý do. Chỉ cần một dấu hiệu anh sẽ không ngần ngại. Just a little hint and I'll be your hero. Khuôn mặt em tỏa sáng như nắng mai, làm anh mơ màng liệu mình có duyên hay không. Be my dream, I'll be your wish. Vẻ đẹp dạng người làm sao anh có thể quên. Em nghĩ đang tóc em bay trong gió, lòng anh như chìm đắm trong một bản tình ca. Chỉ một cử chỉ nhỏ, một ánh mắt là tình cờ hay mệnh định mình thuộc về nhau. Nụ cười em tỏa nắng giữa đông lạnh, ai cũng phải ngỡ ngàng dừng bước ngắm nhìn. Baby you're like the firework, một lần gặp gỡ đã in sâu vào tâm trí. Em mời em sống trong mơ hay là thật, khiến anh mong chờ mỗi ngày trôi qua với vạn lý do. Chỉ cần một dấu hiệu anh sẽ không ngần ngại. Just a little hint and I'll be your hero. Khuôn mặt em tỏa sáng như nắng mai, làm anh mơ màng liệu mình có duyên hay không. Be my dream, I'll be your wish. Vẻ đẹp dạng người làm sao anh có thể quên. Em ơi đừng để anh mòn mỏi chờ đợi, thế gian này rộng lớn nên chỉ có mình em làm anh mê say. Hình như đừng vô dụng mà only vision, chỉ cần em đồng ý cả thế giới này là một chúng ta. Em mời em sống trong mơ hay là thật, khiến anh mong chờ mỗi ngày trôi qua với vạn lý do. Chỉ cần một dấu hiệu anh sẽ không ngần ngại. Just a little hint
làm anh mơ màng liệu mình có duyên hay không. Be my dream, I'll be your wish. Vẻ đẹp dàn đời làm sao anh có thể quên. Chất âm của đôi loa này thì rất mạnh mẽ và rất là thoát nha, với thiết kế lọ thông hơi. Và với đôi loa Infinity đẹp long lanh, full tone shop, hoạt động hoàn hảo, chất âm hay, đẹp như mới, thì em sẽ bán với giá là 2.500.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.